Mẹ có tự hào về con không? Con muốn đẹp lắm á. Mẹ con đi rồi, chú là bác sĩ tâm thần của con. Con đâu có bị bệnh đâu bác sĩ. Con muốn đẹp lắm á. Con có ba giải nhì múa toàn thành phố luôn á bác sĩ. Đâu có ai làm được như con đâu. Con cũng là người duy nhất được chọn vào vai Thiên Nga Đen. Và sắp tới con được lưu diễn toàn thế giới luôn á bác sĩ. Mẹ con nói con không được để cho mọi người thất vọng. Một ngày con chỉ được ngủ có 2 tiếng thôi để tập múa cho thật đẹp. Nhưng mà tuần trước á, lúc đang đi xe có xe tải tông vô con mất 2 chân. Con không múa được nữa, con không thể trở thành Thiên Nga Đen được nữa. Con không thể hoàn thành giấc mơ của mẹ con.